Chào các bác đã quay trở lại với siêu thị điện máy Ecomat. Hiện nay máy sấy của Electrolux thì được rất là nhiều các bác khách hàng quan tâm, bởi vì đây là dòng máy sấy mà từ trước đến giờ đã để được lại thương hiệu cũng như là chất lượng được người dùng đánh giá rất là cao rồi. Với máy sấy của Electrolux thì hiện nay tại Ecomat đã có dòng của 2024 để các bác có thể tham khảo, và rất nhiều các bác khách hàng quan tâm tới dòng 900, dòng cao cấp nhất của nhà Electrolux với model là EDH902R9SC. Với mẫu máy sấy này thì tại Ecomat bên em đã trưng bày sẵn tại siêu thị để các bác có thể đến tham khảo và trải nghiệm rồi. Và đây được đánh giá là dòng máy sấy cao cấp nhất của nhà Electrolux tính đến thời điểm hiện tại, mới nhất và tốt nhất cả nhà mình nhé. Dòng cao cấp nhất luôn, dòng 900. Với mẫu này thì sẽ có màu sắc cho các bác là màu xám. Đây, các bác thể nhìn đấy, màu của nó sẽ là màu xám đen như thế này. Nhìn chung là cái màu sắc cũng như là cái thiết kế của bảng điều khiển ấy, nó sẽ là mẫu của 2024, giúp giảm thiểu đi cho các bác một số các tiểu tiết không cần trên bảng điều khiển để các tính năng được nổi bật, được thể hiện rõ hơn để các bác có thể trải nghiệm. Với mẫu này thì đây sẽ là dòng máy sấy hít băm cao cấp cả nhà mình nhé. Với công nghệ sấy hít băm thì đây sẽ sử dụng khí nén là khí ga, giúp tuần hoàn trong cái quá trình sấy, bảo vệ sợi vải được tốt hơn, kèm theo đó là tiết kiệm điện hơn rất là nhiều cho các bác. Và với công nghệ sấy hít băm như thế này thì nó sẽ giúp cho các bác là các bác có thể để ở mọi không gian khác nhau. Đó, các bác có thể để thoát hơi nước ra đằng sau hoặc ngưng tụ hộc nước lên trên của máy sấy. Đó, đây có thể nhìn thấy, cho nên là rất là thuận tiện cho các bác nếu như gia đình nhà các bác nào mà cái không gian để giặt sấy của nhà mình chật hẹp. Tiếp theo là các bác có thể nhìn lồng sấy bên trong này. Năm nay thì lại có một cái nhược điểm một chút xíu, đó là năm nay thì sẽ không có cái kệ sấy dày cho các bác nhá. Không có kệ sấy dày, nhưng nếu mà các bác sấy dày thì các bác có thể vẫn thể để những đôi giày của mình ở trong này, và nó sẽ sấy đảo chiều cho các bác để giúp giày sấy được nhanh khô hơn. Về bộ lọc sơ vải thì vẫn sẽ là bộ lọc sơ vải hai lớp cho các bác này. Và đi kèm máy sấy thì nhiều bác hay hỏi là ở xa thì lắp đặt có khó không? Thì máy sấy này rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần cắm điện nếu như các bác muốn ngưng tụ hộc nước lên trên, hoặc là các bác muốn thoát hơi nước ra đằng sau, thì các bác lắp cái ống này, cái ống phi ô này nhá, là lắp thoát hơi nước ra đằng sau thôi. Rất là đơn giản các bác nhá. Đó, thì với cái dòng máy sấy này thì nó sẽ là 9 cân, công nghệ sấy hít băm, và hàng của nó thì sẽ là hàng Thái Lan. Năm nay thì bảng điều khiển của nó sẽ là bảng điều khiển nguồn, sẽ là nút ấn này, kết hợp màn hình hiển thị cho các bác. Đó, các bác sẽ bật lên. Đó, và năm nay thì nhiều các chương trình hơn. Năm ngoái thì có một vài các chương trình, khoảng 15 chương trình, 14-15 chương trình, nhưng năm nay sẽ tăng thêm, bổ sung thêm cho các bác thêm một vài các chương trình nữa, như là chương trình sấy đồ thể thao. Và đặc biệt hơn năm nay thì cái chương trình làm mới của quần áo ấy. Thì chương trình làm mới tức là gì? Chương trình làm mới tức là quần áo của các bác mà để ở lâu trong tủ, các bác không dùng đến, các bác chọn cái chương trình làm mới như thế này thì nó sẽ giúp quần áo của các bác thơm tho trở lại. Và bình thường là với chương trình làm mới thì nước nó sẽ lấy ở trên hộc này cho các bác để làm chương trình làm mới. Nhưng với dòng này năm nay nó sẽ tối đa lên tới cho các bác được 2 cân so với năm ngoái là 1 cân. Bên cạnh đó là làm mới thì nó sẽ nằm ở ngay hộc bên trong này, có bộ lọc sơ vải. Đây các bác thể nhìn thấy bộ lọc ở ngay này. Lần đầu tiên các bác sấy thì các bác đổ nước vào đây cho em nhé. Bác chọn sinh làm mới lần đầu tiên thì các bác đổ nước vào, còn các lần tiếp theo thì các bác không cần nữa, và nó sẽ tự động lấy nước ở trên hộc này cho các bác này, nước. Đó, thì với cái chương trình sấy như này sẽ có rất nhiều các chương trình, các bác phải nhìn thấy ạ. Đấy, danh mục này, xoay đảo chiều này, ở sấy yên tĩnh này, đó, thời gian sấy khóa trẻ em, cài đặt chương trình yêu thích. Và bây giờ các bác muốn nhiều, rất là nhiều các chương trình. Các chương trình sấy thì có thể là chương trình sấy đồ cô tông, và năm nay thì sẽ mắc tối đa lên tới cho các bác là 9 cân. Mỗi năm thì chỉ được khoảng 7 cân thôi, 7 đến 8 cân thôi, nhưng năm nay là sẽ mắc tối đa cho các bác lên tới 9 cân, cho nên là các bác sấy tiện hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là với dòng sấy này, với cái dòng sấy này các bác có thể lựa chọn bật thêm chống nhăn, bật hoặc tắt, rất là tiện lợi. Bên cạnh đó thì các bác có thể tùy chỉnh cái thời gian sấy, kèm theo đó là các bác có thể tùy chỉnh sấy theo nhiều hình thức khác nhau, sấy thật khô này, sấy vừa hoặc là sấy khô nóng, các bác lựa chọn. Nhưng với cái dòng máy sấy này nó có thêm cái cảm biến sấy cho các bác, tức là gì? Tức là với cái cảm biến sấy này nó sẽ cảm biến khi nào quần áo khô cứ 15 phút lại có một tia laser cùng, cho nên tia laser chạy dọc quanh quần áo, cho nên là nó sẽ sấy khô cho các bác ổn định luôn.
Còn rất là nhiều các dòng máy sấy heat pump mình nó không có cái tính năng này, cho nên là nhiều khi quần áo của các bác sấy sẽ bị quá khô hoặc là nó chưa khô mà đã dừng lại, bắt buộc là các bác phải kiểm tra. Nhưng với cái dòng 902 này thì hoàn toàn không có chuyện đấy xảy ra cả nhà mình nhé. Bên cạnh đó thì sấy đồ cốt tông này, sấy nhanh này, sấy nhanh này, sấy đồ hỗn hợp này, đó, tối đa được 5 cân này, vải tổng hợp này, tối đa 4 cân này, đồ mỏng này, đồ jean này, vải nylon này, đồ bộ ga giường này. Riêng cái đồ bộ ga giường nhá, các bác thấy không? Tất cả đều sáng, tức là gì? Tức là các bác có thể lựa chọn giặt chăn mềm, đồ thể thao dễ là ủi này, làm mới là cái chương trình hơi nước hoặc đổ đầy bình chứa này. Tức là gì? Các bác lựa chọn một cái chương trình sấy, sau đó thì các bác ấn vào đây và nó sẽ chạy thôi. Còn đây thì sẽ là kết nối này, kết nối giữa điện thoại, các bác tải cái app Electrolux Live, sau đó thì các bác hãy quét ở trên QR này, sau đó là sử dụng thôi. Tức là cái máy sấy này sử dụng rất là đơn giản, rất là đơn giản, đặc biệt là cái chương trình làm mới năm nay thì nó tương đối là tiện và tích hợp thêm nhiều các chương trình khác nhau nữa, cho nên đây là cái dòng máy sấy mà được rất nhiều khách hàng quan tâm. Các bác cần tư vấn cụ thể hơn về mẫu này thì có thể để lại bình luận cho Ecomart, và hiện tại mẫu này bên em đang bán giá ưu đãi cho các bác về nhỉnh hơn 21 triệu, có trả góp lãi suất 0% luôn. Các bác cần tư vấn cụ thể hơn về sản phẩm có thể để lại bình luận hoặc nhấc máy lên và gọi luôn tới số điện thoại là 0974178586 nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.